À, xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh hướng dẫn sử dụng của OBD Việt Nam. Thì hiện tại em đang cài lại hộp đèn bên trái của con mạc C180. Thì như anh em thấy trên màn hình là em đang thực hiện quét tất cả các lỗi ở trên xe để xem coi cái hộp đèn nó đang báo lỗi như thế nào sau khi em thay thế. Thì hiện tại nó đang báo hai lỗi là chúng ta phải cali lại cái độ cao, với lại cái lỗi thứ hai là nó đang báo lỗi cái con cảm biến độ cao phía sau bên trái. Thì trước tiên em sẽ thực hiện việc cài cài lại cái hộp đèn bên trái sau khi thay thế. Em sẽ vào mục programming nè, em sẽ vào mục return system, return backup system cho mục return nè. Đầu tiên thì các anh em sẽ chọn một tính năng là backup software calibration. Lúc này thì anh em vẫn lắp cái hộp đèn cũ lên xe để thực hiện việc backup lại dữ liệu của cái hộp đèn cũ. Đây, em sẽ chọn vào tính năng là backup software calibration. Đây, nó lưu lại cái tên của cái file backup này, lưu lại cái ngày tháng hiện tại. Rồi, backup sẽ set rồi. Ok, lúc này anh em sẽ lắp cái hộp đèn mới vô. Và anh em sẽ chọn cái tính năng là restore để restore lại cái dữ liệu của hộp cũ, để mình đổ dữ liệu qua hộp mới. Nên sẽ chọn một Restore Software Calibration. Rồi, anh em xác định được cái file backup đúng, anh em nhấn OK. Đúng như cái tên mà nãy chúng ta đã backup lại. Rồi, anh em nó hỏi là chúng ta chắc chắc đúng dữ liệu chưa, là muốn viết lên không, nhấn lúc này thì anh em nhấn Z thôi đó. Cái quá trình restore nó đang được thực hiện nè, như anh em thấy trên màn hình. Rồi, cái việc backup đã được thành công rồi thì nó hỏi chúng ta là nếu xe của chúng ta còn lỗi hay thực hiện ở bước sau: tắt chìa khóa, lóc cửa, tắt chìa khóa lóc cửa và đợi từ 10 đến 15 phút, sau đó bật lại chìa khóa xe và xóa lỗi. Nếu mà lỗi mất đi á thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện việc học lại và cali lại những cái tính năng ở trên cái hộp mà chúng ta đang chọn. Rồi, mẹ anh em nhấn OK. Rồi, cái việc cài lại hộp đèn bên trái đã được thành công rồi. Rồi, lúc này anh em sẽ vào cái tính năng là reset lại thời gian làm việc của đèn để cho nó trả về không. Rồi, sau khi reset thì nó đã trả về không hết rồi. Đó, về là OK rồi. Nhưng hiện tại thì nó vẫn báo lỗi con cảm biến độ cao phía sau bên trái. Thì cái lỗi này em sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra lại cái con cảm biến độ cao bên trái xem nó đang bị vấn đề ở cảm biến hay là đường dây. Thì em sẽ kiểm tra và báo lại cho các anh em sau. Thì để đảm bảo được cái chất lượng âm thanh tốt nhất á, tại do cái khu vực mà em quay nó có nhiều tiếng ồn á, nên em thực hiện việc ghi âm lại để cho các anh em nghe rõ hơn, để quan sát video rõ hơn. Rồi, xin chào các anh em và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.